Xin chào, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Sế Cưng. Hyundai Creta là một trong những mẫu SUV đô thị bán chạy top đầu thị trường, nhưng có vẻ là Hyundai thì vẫn chưa muốn dừng lại. Chiếc xe này thì đang được giảm giá tại đại lý lên tới tận là 50 triệu, đẩy cho mức giá của chiếc xe này xuống dưới cả 600 triệu đồng. Vậy khi chúng ta đặt Hyundai Creta cạnh một đối thủ mới là Mitsubishi Eifork thì chiếc xe nào sẽ có lợi thế hơn? Hãy cùng mình tìm hiểu trong video này nha. Như đã nói ở đầu video, Hyundai Creta đang được giảm giá cực kỳ nhiều ở các đại lý. Theo như mình tham khảo ở đây, thì Creta phiên bản đặc biệt đang được giảm giá tới 53 triệu đồng, chỉ còn 637 triệu mà thôi, chưa gồm các quà tặng đi kèm. Đáng chú ý hơn là Hyundai Creta phiên bản tiêu chuẩn, giá 640 triệu, sau khi trừ giảm giá thì chỉ còn 589 triệu đồng thôi, một mức giá quá hủy diệt cho mọi đối thủ trong phân khúc crossover hạng B. Hyundai Creta có được lợi thế giảm giá này, theo như cá nhân mình là vì hai lý do sau. Đầu tiên đó chính là Hyundai Creta đang là một chiếc xe nằm ở cuối vòng đời, ra mắt thị trường Việt Nam vào tháng 3 của năm 2022. Tới tận thời điểm hiện tại thì chúng ta vẫn chưa có một phiên bản facelift của mẫu xe này. Tại nước ngoài thì Hyundai Creta đã có phiên bản facelift. Thứ hai, đó chính là việc Hyundai Creta đang là mẫu xe lắp ráp tại thị trường Việt Nam, nên rõ ràng là về thuế này, chi phí vận chuyển cũng như là chi phí lắp ráp nó sẽ rẻ hơn nhiều so với đối thủ của nó là Mitsubishi Eifork đang là một chiếc xe nhập khẩu. Ở điểm này thì mình cũng cần phải lưu ý một điều rằng ưu đãi là tùy từng đại lý mà thôi, nên là con số của Sế Cưng đưa ra là một con số tham khảo, không được dùng làm tham chiếu để đại diện cho Creta toàn quốc đâu nhá. Trong khi đó với Mitsubishi Eifork thì phiên bản bay của mẫu xe này có tên là Mitsubishi Eifork GLX, có mức giá hiện tại là 620 triệu đồng. Vì nó là xe mới nên là Eifork cũng sẽ không có bất kỳ một cái ưu đãi giảm giá nào như đối thủ đâu. Nhìn vào bảng giá trên, có thể thấy Creta đang chặn cả đầu lẫn đuôi của Eifork, khi mà Eifork phiên bản GLX bản thấp nhất đang bị Creta tiêu chuẩn rẻ hơn tận 31 triệu đồng. Còn nếu người dùng muốn có một cái trang bị tốt hơn thì có thể mua Creta phiên bản đặc biệt với mức giá chênh 17 triệu đồng. Hyundai đang đặt đối thủ Mitsubishi Eifork vào một kèo cực kỳ khó. Còn ở video này, mình sẽ lấy ra hai phiên bản là Mitsubishi Eifork phiên bản GLX, phiên bản tiêu chuẩn, so sánh với cả Hyundai Creta, cũng là phiên bản tiêu chuẩn nhé. Bỏ qua về mặt giá bán thì bây giờ chúng ta sẽ cùng xem ở cả hai phiên bản tiêu chuẩn thì Hyundai cũng như là Mitsubishi đang mang tới cho người dùng những gì. Điểm đầu tiên là về mặt thiết kế, Eifork là một chiếc xe to lớn nhất ở trong phân khúc. Cá nhân mình thì cũng đã có cơ hội diện kiến mẫu xe này ở ngoài đời, thì phải nói là nó phải thuộc hàng B cộng rồi, nên kích thước của nó phải to hơn Creta khá khá. Trong khi đó Hyundai Creta lại là một mẫu xe có bắt nguồn từ Ấn Độ, nên nó có một cái form dáng tổng thể vuông vức đặc trưng. Nhìn về mặt thiết kế thì mỗi người một quan điểm mà thôi, mình thì thấy Eifork đẹp hơn, đặc biệt là cách thiết kế cụm đèn sau. Và cá nhân mình trải nghiệm ở ngoài đời thì mình thấy rằng Mitsubishi Eifork là một chiếc xe có độ rộng rãi tốt hơn và độ thoải mái tốt hơn khi ngồi ở hàng hai. Nhất là về phần cốp thì Mitsubishi Eifork cũng rộng hơn. Nên là nếu như bạn nào mà đang có nhu cầu phục vụ gia đình, phục vụ đông người hay là các bạn muốn có một chiếc xe có cốp rộng thì mình nghĩ là Mitsubishi Eifork sẽ là một chiếc xe ăn điểm ở cái tiêu chí này. Nên là xin phép cộng cho Mitsubishi Eifork 0,25 điểm vì nó rộng rãi hơn. Nhìn về phần đầu xe, Mitsubishi Eifork GLX là một phiên bản thấp nhất nhưng cũng đã được trang bị cụm đèn LED projector rồi. Mình thì rất thích cụm đèn này bởi vì nó có thiết kế 3D nhô ra, nhìn bên trong cũng được chia ra nhiều phần projector cực kỳ là cao cấp. Và hiệu quả ánh sáng của nó thì chắc chắn là tốt hơn đèn halogen của Creta rồi. Đèn định vị ban ngày của Mitsubishi Eifork cũng là LED và cụm đèn sau cũng là LED cực kỳ đẹp mắt. Trong khi đó với Hyundai Creta, chiếc xe này thì chỉ có đèn định vị ban ngày là LED mà thôi, còn đèn pha phía trước là đèn bi halogen. Tuy nhiên, Hyundai Creta phiên bản tiêu chuẩn thì lại có tính năng đèn pha auto, đèn pha tự động, trong khi đó Eifork GLX thì đã bị cắt mất tính năng này. Ở cụm đèn này thì mình sẽ cho Mitsubishi Eifork 0,5 điểm vì cụm đèn LED rất xịn. Còn về tính năng đèn auto thì thôi, châm trước cộng cho 0,25 điểm cho Creta. Di chuyển sang phía hông xe, cả Eifork GLX và Creta phiên bản tiêu chuẩn đều có bộ mâm là 17 inch, nhưng Eifork thì lại được sơn màu xám, còn Hyundai Creta phiên bản tiêu chuẩn thì lại là một màu nguyên bản. Kích thước thì bằng nhau rồi, nhưng cá nhân mình thì vẫn thấy rằng bộ mâm của Eifork có một cái vẻ bề ngoài đẹp hơn, thể thao hơn. Bên trên thì cả hai xe đều có anten vây cá và ở đằng sau thì cả hai xe đều có cốp mở cơ. Chưa dừng lại ở đó, Hyundai Creta cũng như là Mitsubishi Eifork đều là hai mẫu xe có khoảng sáng gầm xe rất tốt. Với Hyundai Creta thì nó có khoảng sáng gầm là 200mm, còn Eifork phiên bản GLX có khoảng sáng gầm là 219mm. Cả hai cái thông số này đều có thể giúp các bạn đi qua một số các cái địa hình xấu, hay là các bạn di chuyển trong phố có nhiều tình huống leo vỉa hè, hoặc là đôi khi trời mưa, đường ngập, thì hai mẫu xe này đều là hai mẫu xe có thể khiến các bạn yên tâm. Nhưng để xét về mặt thông số thì Mitsubishi Eifork phiên bản GLX
vẫn có khoảng sáng gầm xe tốt hơn, mình sẽ cộng 0,25 điểm cho X-Fox. Đi vào trong phần nội thất thì đây mới chính là điểm khiến Mitsubishi X-Fox phiên bản GLX bị mất điểm. Bởi vì Hyundai Creta có phần vô lăng bọc da và ghế bọc da ngay từ cả phiên bản thấp nhất. Trong khi đó Mitsubishi X-Fox phiên bản GLX chỉ là bọc nỉ mà thôi. Mình phải cộng ngay 0,5 điểm cho Creta ở điểm này. Bởi vì sắp tới là chúng ta đã đến mùa hè rồi, dùng ghế nỉ thì rất nóng bức, cũng như là vệ sinh ghế nỉ thì cũng cực kỳ là khó khăn. Ghế của cả hai xe đều là ghế chỉnh cơ, điều hòa của hai xe cũng là điều hòa chỉnh cơ. Cả hai xe thì đều có cửa gió điều hòa cho hàng ghế sau. Màn hình thông tin của cả hai xe cũng là dạng đồng hồ cơ kết hợp cùng với màn hình analog ở giữa, chứ không được full digital như những phiên bản cao cấp. Trong khi đó, phần màn hình giải trí của Hyundai Creta lại ăn điểm nhờ nó có một kích thước rất lớn là 10,25 inch, nhìn không khác gì so với những cái phiên bản cao cấp. Xe thì vẫn có hệ thống âm thanh 6 loa và vị trí các cổng sạc ở phía dưới. Trong khi đó với Mitsubishi X-Fox thì chiếc xe này chỉ có màn hình là 8 inch mà thôi. Nó đặt vào lọt thỏm ở cái phần màn hình ốp đen, nhìn nó không được đẹp như các cái bản cao cấp. Loa của phiên bản GLX cũng bị cắt xuống chỉ còn 4 loa thường, chứ không được là 6 loa hay là 8 loa Yamaha như các cái phiên bản cao cấp. Nên ở điểm này mình sẽ tiếp tục cộng 0,5 điểm cho Hyundai Creta. May mắn là ở cả hai phiên bản này thì cả hai xe đều giữ lại được cái điểm đáng tiền, đó chính là hệ thống phanh tay điện tử và auto hold, vừa giúp cho khoang nội thất trở nên gọn gàng hơn, cũng như là thao tác của người lái khi mà đi lại nó cũng nhẹ nhàng hơn. Về khối động cơ thì Mitsubishi X-Fox sở hữu khối động cơ 1.5 lít MiVec quen thuộc, cho ra 103 mã lực và 141 Nm mô men xoắn, kết hợp cùng hộp số CVT và dẫn động cầu trước. Còn với Hyundai Creta, chiếc xe này cũng sở hữu một cái động cơ Smartstream G1.5, cho ra 113 mã lực và 144 Nm mô men xoắn cực đại, kết hợp cùng với đó là hộp số IVT và cũng dẫn động cầu trước luôn. Cả hai chiếc xe này thì đều sở hữu cái cấu hình treo giống nhau là MacPherson ở phía trước và phía sau là kiểu treo thanh xoắn. Có thể thấy là cả về thông số động cơ lẫn cả hệ thống treo thì cả hai xe này vẫn khá ngang bằng với nhau. Nhưng để xét về mặt thông số thì Hyundai Creta vẫn đang là một chiếc xe nhỉnh hơn. Mình sẽ cộng 0,75 điểm cho Hyundai Creta vì thông số này. Cả hai mẫu xe này thì đều hướng tới việc di chuyển đô thị nên sức mạnh động cơ của nó là khá vừa phải. Mục đích của nó là đem lại khả năng di chuyển mượt mà trong phố cũng như là sự tiết kiệm nhiên liệu. Về các trang bị an toàn, Hyundai Creta thì có cảm biến sau, Mitsubishi X-Fox phiên bản GLX thì lại không có tính năng này. Tiếp theo đấy là Hyundai Creta thì cũng có cảm biến Absolute Load, một trang bị cực kỳ thiết thực mà Mitsubishi X-Fox cũng hoàn toàn không có. Nên ở điểm này mình sẽ cộng 0,5 điểm cho Hyundai Creta. Nhìn sang đối thủ là Mitsubishi X-Fox thì chiếc xe này ở phiên bản thấp nhất lại có 4 túi khí, trong khi đó Hyundai Creta thì chỉ có 2 túi khí ở phiên bản thấp nhất mà thôi. Nên là ở điểm này mình sẽ lại một lần nữa phải cộng 0,5 điểm cho Mitsubishi X-Fox. Cả hai xe này thì đều có những trang bị an toàn cơ bản như là camera lùi, hệ thống chống bó cứng phanh ABS, cân bằng điện tử, khởi hành ngang dốc, vân vân. Vì là phiên bản bay nên cả hai chiếc xe này cũng đã bị cắt bỏ đi cruise control và không có bất kỳ tính năng hỗ trợ lái nào cả. Ngoài ra Mitsubishi X-Fox còn có một công nghệ an toàn độc quyền, đó là hệ thống hỗ trợ vào cua chủ động. Thế phần này thì khá khó để cộng điểm, không biết ý kiến của các bạn như thế nào, hãy cùng để lại ở phía bên dưới nhé. Tổng kết lại, Mitsubishi X-Fox phiên bản GLX mặc dù không có quá nhiều trang bị khi đặt với các đối thủ, nhưng đây vẫn là một chiếc xe to lớn, rộng rãi và đặc biệt là nó có cụm đèn chiếu sáng trước là LED projector cực kỳ đáng tiền. Trong khi đó nhìn sang Hyundai Creta thì đây là một chiếc xe có lợi thế hơn hẳn khi mà chúng ta so về các cái trang bị như là ghế và vô lăng bọc da này. Trang bị của Creta cũng thiết thực hơn như là cảm biến Absolute Load và cảm biến sau, điều mà Mitsubishi X-Fox phiên bản GLX hoàn toàn không có. Chưa kể là hiện tại Hyundai Creta đang được giảm giá cực kỳ nhiều ở đại lý và đây cũng là thứ khiến cho cán cân của cuộc so sánh này đang nghiêng nhiều hơn về đối thủ Hàn Quốc. Nếu các bạn cảm thấy video này hữu ích, đừng quên bỏ lại một like, một share, một subscribe để có thể ủng hộ cho kênh Xế Cường nhé. Còn bây giờ, xin chào và chúng ta sẽ còn gặp lại nhau trong các video sắp tới.